sáng nay trên đất nước có mùa xuân thắm tươi, đấng giác ngộ tuyệt vời đang ung dung bước tới. Ta đã từng may mắn quy y giáo pháp người, hãy cho ta tán thán con đường tới an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, chương trình Duyên Lành Cửa Phật hôm nay được trở lại với quý vị, và hôm nay chúng tôi được kính giới thiệu đến quý vị một vị khách tiếp theo của chương trình, đó là đạo hữu Nguyên Thọ. Kính thưa quý vị, anh Nguyên Thọ là một học viên của lớp sơ trung đẳng Phật học. Anh rất là tinh tấn và rất là điều đặn với lại lớp học, mặc dù tuổi của anh đã gần 80, nhưng và ở xa nữa, ở tới Ontario cách đây gần 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà không lần nào mà anh không có mặt ở trong lớp học. Đó là một cái điều rất là tinh tấn và chúng tôi rất là tán thán cái công đức cũng như là cái sức học hỏi của anh được tràn đầy như vậy. Thưa anh Nguyên Thọ, trước hết Thánh Trí được cảm ơn anh đã bỏ ít thời giờ đến với cái chương trình. Và sau khi vào đây, mời anh có lời chào với khán giả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi Nguyên Thọ xin kính chào quý khán thính giả Bồ Đề Phật Quốc TV 57.15. Chào anh Thánh Trí. Cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, như quý vị đã biết, chúng tôi đã giới thiệu anh Nguyên Thọ là một học viên của lớp sơ trung đẳng Phật học tại Viện Bồ Đề Phật Quốc. Nhưng mà xin anh có thể cho quý khán giả được biết cái duyên lành nào anh đã đến với lại cửa Phật hay không? Kính thưa quý khán thính giả, thưa anh Thánh Trí, tôi xin kể một phần đời tôi để dần dần thấy tôi có duyên lành cửa Phật. Mẹ tôi ở nhà có thờ một bức tranh Phật. Các bác có thỉnh một tượng Bồ Tát Quan Thế Âm cao hơn 2 thước đặt trên sân thượng. Những các bác thường đọc các bài sám trong những dịp dỗ lễ. Ba tôi tốt nghiệp trường mỹ nghệ Gia Định. Ba tôi có tạc đầu tượng Phật cao khoảng 3 tấc để ở phòng khách. Thở nhỏ thì tôi là niên thiếu đi học trường trung học Beatrice Trương Vĩnh Ký. Năm 1963 thì tốt nghiệp, sau đó tôi sang học ở bên Đại học Khoa học Sài Gòn. Năm 1964, tình hình rất lộn xộn, rắc rối. Sinh viên dành một giảng đường không cho các thầy cô giảng dạy. Tôi không đủ kiên nhẫn nên nghỉ học và tôi thi vào trường Sĩ quan Hải quân Nha Trang. Trường tuyển 100 người, nhưng mà có gần cả 1.000 người đi thi. Toàn là những thành phần thanh niên ưu tú thời bấy giờ. Người trẻ nhất là cũng có bằng tú tài 2 như tôi. Còn đa số các bạn thì có chứng chỉ toán đại cương, toán lý hóa. Sau 2 năm tốt nghiệp, tôi ra trường khóa 14 Sĩ quan Hải quân. Cuộc đời hải hồ, rài đây mai đó, bền bồng trên sông nước. Sau này sang Mỹ, được học Phật.
tôi mới hiểu thầy giảng những cái nghiệp báo nhân quả. Tôi nghĩ tôi cũng có được một phần phước báo nên mới có thể tránh được những nguy hiểm chết người. Yeah. Một lần, một ngày mà tôi có đến 4 lần phước báo. Yeah. Như ở căn cứ Tuyên Nhơn, tôi vừa nghe tiếng hỏa tiễn 122 ly rít trên không trung. Tôi vội chạy ra cầu tàu, ra lệnh cho các gian đỉnh phân tán để tránh thiệt hại. Tôi vừa rời khỏi cầu tàu thì hàng loạt hỏa tiễn 122 ly nổ trên sông dọc theo cầu tàu. Tôi vào văn phòng mặc áo giáp nón sắt. Vừa rời khỏi văn phòng thì một hỏa tiễn 120 ly trúng văn phòng, sập văn phòng. Tôi đi ngang kho đạn thì hỏa tiễn 122 ly chưa nổ đó lại chui xuống dưới bùn dưới kho đạn nhưng cũng không nổ. Tôi đi lên trên ụ súng, vừa cúi đầu xuống thì nghe tiếng đạn rít sau lưng. Tôi hỏi anh Lan, cận vệ của tôi, tôi hỏi tôi có bị thương không, thì anh nói chỉ cháy tóc thôi chỉ huy trưởng. Wow. Rất là nguy hiểm. Sau này được học Phật, tôi mới nghĩ rằng có những điều mà trí phàm phu mình chưa hiểu, chưa thấy. Yeah. Nhưng không phải là không có. Yeah. Tôi tin tôi được Bồ Tát, Hộ Pháp hoặc Chư Thiên che chở. Tôi nằm ngủ trên mui chiếc tango, một loại gian đỉnh mà có mui bằng sắt để trực thăng có thể đáp xuống được. Tôi cảm thấy và nhận nghe tiếng nói Việt Cộng pháo kích. Tôi vội tóc mừng đi ra bảo các nhân viên vào các ổ súng, thì ngay lúc đó đạn bên trong Việt Cộng bắn ra tới tấp. Nhờ có phản ứng kịp thời nên một lúc sau Việt Cộng im tiếng súng. Một lần đoàn tàu tuần tiểu trên sông Giang Thánh, Hà Tiên, bất chợt tôi ra lệnh đoàn tàu tăng vận tốc. Tôi đẩy cần ga, tàu vượt lên khỏi mặt nước. Lúc đó Việt Cộng bắn B-40, nhưng nhờ mũi tàu nâng lên cao nên chỉ trúng ở dưới thấp ngang phòng ngủ. Đạn ra phía bên kia thành tàu nổ ngoài sông. Đài chỉ huy không thiệt hại gì và tất cả nhân viên đều an toàn. Sau này được học Phật, được các thầy giảng dạy cho biết thế nào là cộng nghiệp và biệt nghiệp. Yeah. Năm 1975, dân chúng miền Nam bị cộng nghiệp đổi đời, sống một cuộc sống khác. Yeah. Riêng tôi bị biệt nghiệp tù 11 năm dưới chế độ lao tù Cộng sản. Năm 1991, vợ chồng và hai con sang Mỹ theo diện HO. Ra đi với hai bàn tay trắng. Yeah. Nhưng tôi đem theo tượng đầu Phật của ba tôi. Oh. Đến phi trường hải quan, nghi ngờ sợ có dấu vàng bạc hay hộp xoàn trong đó, định đập pho tượng. Nhưng sau đó không biết sao họ lại thôi. Do đó tôi ra đi mang được tượng Phật sang Mỹ. Yeah. Và tôi đã tặng tượng Phật đó cho chị tôi. Yeah. Các bạn ở Mỹ khuyên tôi nên học lại để có một chút chữ nghĩa và văn bằng dễ
kiếm việc làm hơn. Nhưng vợ chồng tôi thôi, không học mà quyết định đi làm. Chỉ vừa 4 ngày đến Mỹ tôi đã đi làm. Tôi làm thợ đụng, anh Thánh Trí cũng biết, thợ đụng là đụng đâu làm đó, ai sai đâu làm đó. Âu là duyên lành cửa Phật lần lần hé mở. Job đầu tiên của tôi ở Mỹ là tu sửa chùa. Tôi theo anh Kim đi sửa chùa Miên ở Long Bích. Tôi lãnh phần sơn dầu hát nóc chùa. Trời lạnh, mưa phùn lất phất, mà ở trên cao không có áo ấm, không có áo lạnh. Tôi đã vượt qua cơn lạnh bằng cách đặt 2 lớp báo, 1 lớp ở trước ngực và 1 lớp ở sau lưng. Như vậy tôi nghĩ rằng tôi cũng đã có duyên lành của Phật, nên đã được mang được tượng Phật sang Mỹ. Và công việc đầu tiên của tôi ở Mỹ là tu bổ chùa. Anh Thanh Trí. Cảm ơn anh. Thì thưa anh, nghe anh nói sơ qua về cái đời của anh khi một quãng đời trước đó, thì xin phép được xưng là ai là em, tại vì chắc là em nhỏ hơn, nhỏ hơn nhiều, thì em rất lấy làm nể phục và trọng anh lắm. Tại vì sao? Tại vì cái cuộc đời của anh đã dâng hiến cho tổ quốc. Nhưng mà trong cái em muốn nói đây là lúc sớm thời gian sớm thì anh đã có cái duyên lành với lại đạo Phật rồi, tức là trong gia đình đã có anh đã biết hình ảnh hoặc là đã nghe đến về Phật. Rồi sau này khi mặc dù là anh trải qua nhiều cái khó khăn trong trong cuộc sống, nhưng mà anh được cái thể nói rằng anh được cái phước và để tránh được tất cả những cái chuyện gì mà có thể dễ xảy ra trong thời chinh chiến. Và đó cũng là như anh nói, cũng là cái phước đức. Rồi sau này khi anh đến Mỹ rồi thì cái một gì quan trọng là trong khi đi anh lại mang thêm được một cái đầu tượng Phật. Thì đó là đã nói lên cái sự một cái niềm tin của anh rất là mạnh. Như vậy thì khi mà anh có pháp danh, tức là anh đã quy y rồi đúng không? Như vậy thì anh có xin lỗi, anh có hiểu về ý nghĩa của quy y Tam Bảo là gì không? Thì sang Mỹ năm 1991. Tôi vật lộn với cuộc sống, bon chen vật lộn với cuộc sống. Nhưng mà năm 2008 thì vợ chồng tôi nghe nói có Bồ Tát Linh Thiêng ở một ngôi chùa, nên vợ chồng tôi tìm đến ngôi chùa đó xin làm công quả và quy y Tam Bảo. Sau khi quy y rồi anh còn có cái sự thao thức muốn tìm hiểu về đạo pháp, về lời của Đức Phật dạy hay không, hay là nói tóm lại là anh có một cái nếu mà có thì cái phương pháp nào mà anh thực hiện được? Ra đi với hai bàn tay trắng, mà hai bàn tay trắng làm nên nợ nần. Đến Mỹ nợ tiền nhà, tiền xe, tiền điện, ga, nước, rác. Nhưng mà nói vậy chứ tâm tôi lúc nào cũng có hình ảnh Phật, hướng về Phật. Nên tôi đi đến các chùa thỉnh rất nhiều kinh sách và băng dĩa để có thì giờ rỗi rảnh thì mở ra nghe và đọc để cho hiểu. Nhưng mà không phải dễ dàng. Đúng vậy. Mình không thể đọc mà mình hiểu được.
mình phải có các thầy giảng dạy thì yeah. mình mới hiểu rõ được, không hiểu sai lệch. Đúng rồi, yeah. đúng rồi. Yeah. Như vậy, xin anh tiếp. Dạ, yeah. mình không hiểu rõ sai lệch. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Một hòa thượng có nói, hòa thượng đến chùa mà thấy tủ sách ngăn nắp, nếp gấp, gọn ghẽ để trong tủ. Thì hòa thượng nói, sách để trưng cho có thôi. Chứ không có dở ra đọc, chứ đừng nói tới chuyện đọc tụng. Yeah. Thành ra mình có là mình phải học, mình phải kêu. Chứ mình để qua thì như không. Dạ, yeah, yeah. đúng vậy, đúng vậy. Yeah. Thì ngoài cái những cái những điều mà anh đã làm qua, tức là anh đã đi thỉnh những cái bộ kinh hay là nghe pháp trong cái khoảng thời gian qua, cái duyên lành nào mà anh được biết đến Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc? Thưa, yeah. xin anh có thể trình bày yeah. cho quý khán giả được không? Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Duyên lành đến với Bồ Đề Phật Quốc là năm 2017. Dạ. Yeah. Bà xã tôi mở đài TV 57.3. Oh. Thì thấy thầy Quyền Châu giảng pháp nửa giờ vào ngày thứ ba. Yeah. Thầy giảng pháp rất hay. Yeah. Và thầy nói thầy có mở trường dạy sơ trung đẳng Phật học. Oh, yeah. Nên sau đó vợ chồng tôi tìm đến chùa. Yeah. Thì trường lớp sơ đẳng Phật học đó yeah. đã mở từ năm 2016 rồi. Yeah. Do đó vợ chồng tôi không ghi tên học yeah. mà đợi đến khóa sau, khóa 2 yeah. mới ghi tên học yeah. là tôi học chung với yeah. anh Đinh Trí. Yeah. 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 Nhưng mà anh có cái ký ức nào hay là có một cái khái niệm như thế nào khi mà về cái cảnh quan của chùa khi lần đầu tiên anh đến chùa, anh có còn nhớ và có thể trình bày cho các khán giả được không? Yeah. Thưa quý khán thính giả, yeah. lần đầu tiên đến chùa yeah. thì việc đầu tiên đập vào mắt tôi là bạt kinh chùa rất rộng rãi, yeah. không phải lo tìm chỗ đậu xe. Yeah. Đúng rồi. Khi vào chánh điện thì lúc đó đang tụng kinh, yeah. các Phật tử ngồi trên ghế rất thanh tịnh, tất cả đều mặc áo tràng. Yeah. Yeah. Ở đây là lớp học yeah. nên thầy cho đặt rất nhiều ghế yeah. ở chánh điện yeah. cho lớp sơ trung đẳng Phật học yeah. và buổi sinh hoạt ngày Chủ nhật. Yeah. Còn riêng lớp cao đẳng Phật học thì lại có một phòng khác yeah. cách đó khoảng chừng 10 thước. Yeah. Vào chánh điện tôi thấy tất cả đều ngăn nắp, ngay cả chỗ để giày dép cũng có kệ rõ ràng. Và có bàn làm việc cho chị Tịnh Minh và chị Bảo Châu để hai chị có thể giải đáp những thắc mắc cần biết của những Phật tử mới đến chùa. Yeah. Yeah. Chùa là để thầy chủ trương là dạy học. Yeah. Chứ không phải để ăn. Yeah. Nên trong tuần chỉ có dùng thọ trai ngày Chủ nhật. Yeah. Yeah. Mà ăn trong chánh niệm yeah. không có một tiếng động. Yeah, đúng vậy. Và ban ẩm thực, ban trai soạn thì thay phiên nhau nấu yeah. để mà có thì giờ tu học. Tôi thấy đó là những đặc điểm của chùa. Và rồi nữa, thầy giảng yeah. Chủ nhật, thầy ngoài tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm yeah. thầy giảng Phật Pháp, những kinh lớn, hiện tại là kinh Pháp Hoa yeah. thầy giảng
rất hùng dũng, sang sảng, yeah. mà tất cả mọi người đều im lặng nghe. Yeah. Yeah. Đó là tôi thấy một đặc điểm rất lớn của Chúa. Dạ, yeah. dạ. Yeah, yeah. Yeah, thưa anh, khi anh đã tham dự cái lớp sơ trung đẳng Phật học đã và đang làm, thì anh có thể cho biết, cho quý khán thính giả được biết cái thời biểu hoặc là cái giờ sinh hoạt của mình như thế nào, hoặc là những môn học của mình như thế nào hay không, để cho khán thính giả được rõ hơn. Yeah. Mời anh. Yeah. Tôi bắt đầu, vợ chồng tôi bắt đầu ghi tên học tháng 6, 2019. Yeah. Thì lớp học có ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu là học từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Yeah, yeah. Ngày thứ bảy thì học từ 5 giờ, từ 2 giờ tới 5 giờ chiều. Yeah. Riêng ngày Chủ nhật thì sinh hoạt, thì có tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm, yeah. và thầy giảng Phật Pháp. Yeah. Yeah. Và đôi khi lại có thêm trong tháng lại có thêm lễ thọ bác quan trai, đúng không? Dạ, dạ, dạ. Thì ngoài đó ra, thì hàng tháng, mỗi đầu tháng, thì có tụng kinh Du Già Bồ Tát Giới. Tụng giới. Và trong tháng thì có 4 lần thọ bác quan trai giới. Dạ. Dạ. Và tóm lại là rất có nhiều chương trình của Viện Phật Học. Yeah. Ngoài cái hai lớp sơ trung đẳng Phật học và cao đẳng Phật học, thì như nãy anh đã kể ra là mình có chương trình vấn đáp Phật Pháp, hoặc là lắng nghe chánh Pháp, hoặc là chương trình cho các trẻ em, hoặc là nhạc pháp âm, trên tất cả những cái đó đều ở trên trên online. Ngoài những lớp học mà mình đến trường, đúng không? Thì anh đã học qua một khoảng thời gian gần, coi như là gần hết khóa rồi. Tức là năm nay là năm thứ ba, đúng không anh? Dạ. Thì như vậy, anh có thể kể cho quý khán giả anh nghe một số môn học mà mình đã học qua. Vào cái môn học nào anh cảm thấy anh thích nhất? Anh có thể nói cho quý khán giả được biết. Dạ. Kính thưa quý khán thính giả, học ở Bồ Đề Phật Quốc rất nhiều môn học. Có kinh Phật giáo Nguyên Thủy và cả Phật giáo Đại Thừa. Đại Thừa, đúng Mà một lớp học như vậy thì có tới 9 thầy giáo thọ cho mỗi môn học. Mà một thầy giáo thọ đâu phải dạy có một kinh. Mà thầy dạy nhiều kinh. Như thầy Đồng Viên dạy 3 kinh. Đầu tiên là Bát Đại Nhân Giác, rồi Tứ Thập Nhị Chương, và hiện tại là Hiệp Nhị Khóa, Hiệp Giải. Trong khi học thì học riêng tôi, tôi thích được làm bài thi. Tại vì học thì làm bài thi thì mới có học. Đúng rồi. Có học mới có nhớ. Yeah. Thầy Nguyên Tâm nói các Phật tử học viên ở đây học và thi coi như trở lại thời tuổi trẻ. Thầy Nguyên Châu thì cho thi tại lớp 100 câu Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận. Còn thầy Đồng Viên lúc cho bài thi kinh Bát Đại Nhân Giác, các Phật tử nó run quá. Thầy nói thầy còn run hơn, tại vì thầy sợ các Phật tử không làm bài được. Thầy Thanh Nguyên thì cho thi anh dịch ra Việt, Việt dịch ra anh, nghĩa là thầy cho thi song ngữ để cho Phật tử cũng có hiểu biết Anh văn. Thầy Minh Hạnh hôm đó thầy bảo ở nhà phải học
thuộc 10 bài kinh pháp cú. Mà mỗi bài kinh là 4 câu, như vậy phải thuộc học thuộc 40 câu. Vào lớp thầy hỏi ai nói được thì thầy tặng thưởng một bao thơ. Mà thầy nói bao thơ này là thầy Quyền Châu đưa cho thầy. Mà thầy không biết bao nhiêu tiền trong đó, chắc 1,000. Chắc 1,000. Thầy nói vậy thôi. Trong buổi thi ở lớp đó thì tôi may mắn nói được hết 10 bài kinh pháp cú. Chắc thấy tôi cũng lớn tuổi nên thầy khuyến khích, thầy tặng cho tôi cái bao thơ tiền đó. Tôi bỏ ngay vào túi, không dở ra xem. Các Phật tử khác tò mò muốn biết thầy cho bao nhiêu. Nhưng thôi, để thỏa mãn trí tò mò của các Phật tử khác, nên vài tuần sau tôi mở ra xem, thầy cho 20 đồng. Tôi nghĩ chắc tôi là Phật tử duy nhất học pháp mà được thưởng tiền. Còn Ni sư Tịnh Quang thì cho bài thi về nhà làm. Nhưng mà bài thi trắc nghiệm đó không phải dễ dàng. Muốn làm được hết thì phải đọc hết các bài Ni sư đã cho. Đúng rồi. Như nãy anh nói, anh thật ra anh rất là xứng đáng để mà nhận thưởng cái món quà đó. Là tại vì sao? Tại vì em thấy rằng hầu như ngày nào lớp học đều có anh mặc anh chị. Với cái tuổi của anh và anh ở xa như vậy, nhưng mà anh không có nề hà, tức là một lòng tinh tấn đến lớp. Thì ngay cả cái thời gian mà pandemic, tức là COVID-19 đó, anh vẫn là không có sờn lòng, chứng tỏ rằng cái đạo tâm của anh rất là cao. Và có phải chăng đó là ảnh hưởng sau khi mà anh đã học về Phật pháp, lời giảng của thầy đã đi sâu vào lòng anh và anh đã hiểu được chuyện đó. Thì như vậy theo em thấy đó thì cái nền giáo dục Phật giáo của chúng ta ở hải ngoại này thật sự mà nói vẫn còn phôi thai, vẫn còn thiếu sót nhiều. Nhưng mà ở đây thầy đã đào tạo được hai lớp sơ trung đẳng Phật học và một lớp cao đẳng Phật học. Cái chương trình đó, cái việc làm đó không phải là dễ. Phải có thể nói là rất là khó làm. Nhưng mà quý thầy, thầy giám viện và ban giám thọ đã cố gắng để mà đưa chúng ta giảng dạy cho chúng ta. Theo anh nghĩ cái chương trình như vậy, cái chương trình mà giáo dục của thầy như vậy đó, anh có ý nghĩa gì? Mời anh có thể nói cho quý vị đi biết. Việc nền giáo dục Phật giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ còn sơ khai và non trẻ. Nhưng mà thầy giám viện đã can đảm mở trường Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc. Đúng vậy. Để dạy Phật Pháp. Đã đào tạo được một lớp cao đẳng Phật học. Hai lớp sơ trung đẳng Phật học như anh nói. Mà mỗi lớp đâu phải ngắn. Đến 3 năm học lận. 3 năm. Một chương trình 3 năm. Quý vị ở nhà có kế hoạch nào cho việc làm của quý vị 3 năm chưa? Hay chỉ 1 năm hoặc vài tháng? Đằng này, thầy giám viện và ban giáo thọ đã soạn thảo kế hoạch cho việc học đến 3 năm lận. Một việc làm khó làm mà như anh thấy ở Mỹ có rất nhiều chùa. Nhưng chưa có chùa nào thực hiện được việc giảng dạy Phật Pháp. Muốn cho Phật giáo được truyền bá và trường tồn, phải mở trường dạy giáo lý của Phật. Phải hệ thống kinh điển, có hệ thống
từ thấp đến cao, yeah, để không hiểu sai lời dạy của Phật. Yeah. Thầy giám viện đã quyết tâm xây dựng trường Đại học Phật giáo. Yeah. Đó là tương lai đó. Dạ. Yeah. Yeah. Mà như anh thấy, có mở trường dạy học, thầy đã khuyến khích chúng ta học. Yeah. Và hiện tại có 11 vị Thế Pháp xuất gia, yeah, tại Bồ Đề Phật Quốc. Yeah. Cái chương trình học của anh em mình đang học, và anh em hy vọng rằng sau cái lớp này thì anh em chúng ta sẽ đi lên lớp cao đẳng Phật học. Yeah. Như vậy thì đó là một cái niềm vui của anh em mình, đúng không? Dạ. Yeah. Yeah. Tại vì sao? Tại vì thật sự mà nói, theo em hiểu đó, có những cái tôn giáo khác mà khi người ta đi học đó, người ta phải đóng tiền nữa nè. Yeah. Chứ không phải là đi học không không đâu. Yeah. Ở đây thì giám viện đã như là muốn, tại vì cái tâm hoằng pháp của thầy rất là lớn, thành ra thầy mong mỗi người bỏ thời gian đến đây để mà học. Yeah. Thầy hoàn toàn chu cấp tất cả mọi thứ. Yeah. Ban giám thọ, rồi soạn kinh, soạn bài, yeah, học đủ hết tất cả mọi cho mình. Yeah. Mình chỉ có cái tâm mình đến thôi, học, mà mình không làm được nữa thì, yeah, là rất là tiếc. Yeah. Tại vì cơ hội thì không có phải là ở đâu cũng có, đúng không anh? Dạ, yeah, dạ. Yeah. Thì yeah, như vậy, thôi để ngắn lại, tại vì thời gian mình cũng không còn nhiều. Yeah. Trước khi anh em chúng ta chia tay, yeah, xin anh có cái lời gì muốn nhắn cho quý khán thính giả? Yeah. Mời anh. Dạ. Yeah. Kính thưa thầy giám viện, thầy cô giáo Thọ, con không biết nói gì hơn. Xin cầu chúc thầy giám viện và thầy cô giáo Thọ được nhiều sức khỏe để thay Phật giảng dạy Phật Pháp cho chúng con. Chúng con xin thành tâm tri ân và nguyện tinh tấn tu học để không phụ lòng quý thầy giáo Thọ. Niềm mơ ước được học Phật của tôi đã được thành tựu. Tôi đã tìm được nơi mong muốn. Quý khán thính giả còn chần chờ ngại ngùng gì nữa mà không đến Bồ Đề Phật Quốc một lần cho biết và ghi tên học. Nếu các bà muốn đi học thì xin các ông chịu khó đưa các bà đi học. Yeah. Biết đâu các ông lại sớm giác ngộ hơn các bà. Dạ. Yeah. Yeah. Yeah, thưa, một lần nữa em xin gửi lời mình cảm ơn anh rất là nhiều đã bỏ thời giờ từ xa đến đây để thực hiện chương trình này với em. Yeah. Và kính thưa quý vị, hôm nay chương trình Duyên Lành Cửa Phật xin được nói lời tạm biệt và hẹn vào lần sau. Mọi sự đóng góp, ý kiến, phát tâm tiếp nối chương trình giảng dạy Phật Pháp cũng như mọi câu hỏi thắc mắc về tu học, kính mong quý vị liên lạc trực tiếp đến Thầy Thích Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc. Sáng nay trên đất nước có mùa xuân thắm tươi, đấng giác ngộ tuyệt vời đang ung dung bước tới. Ta đã từng may mắn quy y giáo pháp người, hãy cho ta tán thán con đường tới an lành.